Rồi, này à, mình đã bô dĩ xong hết trơn nha chú anh chị các bạn. Thì ở đây chuẩn bị là mình sẽ kéo đổ bê tông lên nè. Rồi, thì mình sẽ lấy quay lại chi tiết rồi nói trên cái dĩ sàn. Thì mình đã có đi âm điện dưới đó luôn. Sàn thắng khép hết. Này. Chuẩn bị ở dưới trong hồ nha. Rồi, khi mình đổ xong rồi mình sẽ quay lại cho cô chú anh chị và bạn xem nha. Lái cho đàng hoàng nha. Hả? Có đang quay nè.
đội trưởng ngồi đó, đội trưởng ngồi rồi đó. À, kéo lên nè. Lại lại lại. Ô, mà đội trưởng kéo lên kìa. Thủ thế hả? Thủ thế không bỏ vô chân. Thank you.
Rồi thì mình sớm giờ đã chia sẻ quy trình đổ của luôn cái phần bê tông sàn luôn nha cô chú anh chị các bạn. Thì đây không có bơm bê tông tự được, chọn bằng tay thủ công. Thì sẽ truyền lên đổ trên tấm sàn này cũng mới vừa rồi. Đó. Nguyên khu vực chỗ này tới đầu kia luôn nha. Đó. Thì cái phần đà trong này nữa mình sẽ khép dán đổ sau tăng cường để xây lên một cái đầu cái ngói gì nha. Rồi thì video mình hôm nay mình cũng kết thúc nha cô chú anh chị. Thì mình cũng hẹn lại cô chú anh chị và các bạn những clip tiếp theo nha. Rồi bye bye.